Mến chào quý thính giả đang theo dõi video trên kênh Kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi. Nơi đây là nơi lan tỏa giá trị sống tích cực nhất. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì Kiến thức tử vi xin chia sẻ với các bạn một video mới nhất có nội dung như sau: về Phật bà cho lộc với bốn con giáp uống sạch lộc trời, rất dễ đổi đời và giàu có trong năm 2024. Và các bạn thân mến, để muốn biết được đó là những con giáp may mắn nào và liệu các anh các chị có may mắn được nêu tên trong bài viết dưới đây với top những con giáp uống sạch lộc trời, đổi đời giàu có trong năm 2024 này hay không, thì sau đây xin mời các bạn hãy cùng Kiến thức tử vi chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Trong năm 2024 thì có bốn con giáp sau đây là gặp nhiều may mắn và giàu có hơn người. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất đó là con giáp người tuổi Tỵ. Khi bước vào năm 2024 thì vận thế của người tuổi Tỵ tiến triển đi lên, cho dù là cuộc sống hay ở trong công việc đều phát triển theo chiều hướng tích cực nhất. Trong năm này thì người tuổi Tỵ sẽ biết điều chỉnh về tâm trạng, biết giữ được sự nhiệt tình của bản thân và đón nhận được sự giúp đỡ của không ít quý nhân trong cuộc sống. Đặc biệt là càng về cuối năm thì cơ hội kéo đến càng nhiều, thăng quan tiến chức càng lớn, tiền bạc cực kỳ rủng rỉnh, tình cảm viên mãn, sức khỏe dồi dào. Đó là điều ắt sẽ xảy ra đối với con giáp người tuổi Thìn. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai đó là con giáp người tuổi Thìn. Khi bước sang năm 2024 thì những công việc của người tuổi Thìn thì may mắn hơn người. Với bản mệnh, làm việc gì cũng tự tin và đàng hoàng, chẳng phải lo lắng bất cứ một vấn đề gì. Hãy bước ra khỏi vùng an toàn để mở ra những thành công đang nằm ở phía trước. Với 3 tháng đầu năm 2024 sẽ là bước ngoặt vô cùng quan trọng về đường tài lộc, hanh thông vượng phát và có nhiều khoản thu. Dù làm nghề gì thì cũng có lộc, chỉ cần là chăm chỉ là tiền về đầy túi. Với chuyện tình cảm thì luôn êm đẹp và suôn sẻ. Thìn là một trong những con giáp có tính thiện lương, ôn hòa, biết bỏ qua lỗi lầm cho người khác nên đi đến đâu cũng được mọi người yêu quý. Và khi bước vào năm 2024 là một trong những năm đầy mạo hiểm của người tuổi Thìn, nhưng cũng giúp bạn thành công một cách vang dội. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba đó là con giáp người tuổi Thân. Khi bước vào năm 2024 là một năm tạo ra những bước tiến đáng kể của người tuổi Thân, đặc biệt là người tuổi Bính Thân sẽ cực kỳ may mắn vào giữa năm 2024 này. Trên phương diện sự nghiệp, vốn là một con giáp đa tài đa nghệ, làm việc gì cũng có thể xử lý nên được bạn bè luôn công nhận và được sự tin tưởng của rất nhiều người. Đồng nghiệp xung quanh luôn tán thưởng con giáp này hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bạn sẽ nhận được sự ghi nhận của cấp trên, thậm chí là được xem xét tăng chức tăng lương là điều rất dễ. Sự nghiệp thuận lợi nó kéo theo con đường tài lộc thăng tiến, và con giáp này có rất nhiều cơ hội là nhận tiền thưởng nóng hoặc tiền hoa hồng. Với việc đầu tư cũng diễn ra suôn sẻ và bạn đưa ra những sự lựa chọn của bạn rất chính xác, giúp cho tiền đổ vào túi bạn một cách không ngừng. Còn trên phương diện tình duyên thì bản mệnh là người có ngoại hình bắt mắt, tính tình hòa đồng nên hay được mọi người để ý. Với người độc thân thì có rất nhiều cơ hội gặp được đối tượng ưng ý cho chính lòng mình. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ tư đó là con giáp người tuổi Dậu. Tuy là năm 2023 là một năm không mấy thuận lợi, nhưng khi bước vào năm 2024 thì cuộc sống của người tuổi Dậu chuyển biến một cách tích cực, mọi mặt đều có sự phát triển nhanh chóng. Năm này thì người tuổi Dậu sẽ đón nhận không ít những cơ hội, những thời cơ tốt đẹp, chỉ cần không bỏ lỡ chắc chắn sẽ thu về những kết quả cực kỳ rực rỡ nhất, từ công việc đến con đường thu nhập, cả con đường tình cảm. Về phần 2 là trước tiết 2024 thì những con giáp sau đây kiểu gì cũng giàu, xây nhà đẹp, tậu xe sang một cách rất đơn giản. Và các bạn thân mến, con giáp thứ nhất đó là con giáp người tuổi Tý. Đứng đầu trong số 12 con giáp thì người tuổi Tý thì thường là được cho là con giáp thông minh và khá nhạy bén trong việc nắm bắt mọi cơ hội. Ngay từ nhỏ
họ đã có một bản tính độc lập mạnh mẽ và rất giỏi chịu đựng. Họ chấp nhận những khó khăn và thử thách, luôn cố gắng vượt qua thay vì để mất thời gian than vãn trách móc số phận. Có lẽ vì vậy mà những năm về sau, đó là những khoảng thời gian thích hợp để họ gặt hái nhiều quả ngọt. Đa số những người tuổi Tý thường là làm lãnh đạo ở tuổi trưởng thành hoặc trung niên. Với cuộc sống của họ, từ đó phất lên trông thấy sung túc đủ đầy hơn. Theo tử vi dự báo, từ nay đến Tết 2024 thì người tuổi Tý liên tục gặp vận may, làm đâu thắng đó, cầu gì được nấy. Nên đây là thời điểm thích hợp để người tuổi Tý tranh thủ những cơ hội làm giàu. Đối với người tuổi Tý mà nói thì dù tiền bạc có dư giả nhưng không vì thế mà họ tiêu xài lãng phí. Họ là những người biết chừng mực và biết tiết kiệm. Bất cứ quyết định hoặc những việc chi tiêu nào cũng đều có một suy nghĩ thấu đáo và họ sẵn sàng đón lấy những sự rủi ro với những quyết định mạo hiểm của chính họ. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai đó là con giáp người tuổi Ngọ. Theo tử vi ngày mới cho biết thì trước Tết năm 2024, người tuổi Ngọ cũng là con giáp may mắn nhất vì năm này nó mang lại cho người tuổi Ngọ nguồn năng lượng phi thường. Đồng thời may mắn sẽ luôn bao quanh con giáp này, hãy tận hưởng những cơ hội tuyệt vời. Đặc biệt đây là thời điểm thích hợp để cầu danh lợi, nhất là những người đang xin việc hoặc muốn thăng chức tăng lương. Bạn chỉ cần cố gắng thì chắc chắn sẽ gây được ấn tượng với nhà tuyển dụng hoặc cấp trên của mình. Với những bạn ổn định công việc hoặc mở cửa hàng lập nghiệp riêng cũng sẽ gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ nhanh chóng chạm tay vào mục tiêu của mình. Với vận trình tài lộc tiến triển tốt, con giáp này sẽ gặp nhiều cơ hội phát tài, thu về tiền bạc đầy tay, chẳng phải lo đến chuyện cơm áo và gạo tiền. Còn những ai làm kinh doanh, buôn bán thì rất tốt và thuận lợi gia tăng gấp bội. Tình duyên vận phát với người độc thân thì được mai mối sớm thoát ế và tìm được người hợp duyên hợp mối đúng ý mình. Và các bạn thân mến, con giáp thứ ba đó là con giáp người tuổi Dần. Với người tuổi Dần là người tốt bụng nhưng hay cả nghĩ. Họ rất dễ tin người và dễ cảm xúc trước những hoàn cảnh bi đát trong cuộc sống. Với con giáp này thì trời ban cho nhiều hồng phúc. Nếu không giàu có dư giả thì cũng không bao giờ rơi vào cảnh túng thiếu hay là cảnh nghèo nàn. Khi bước vào trước Tết 2024 thì người tuổi Dần may mắn dồn dập. Có những thời điểm họ liên tục nhận được tin vui về tài chính. Tình hình sức khỏe của họ ở thời điểm này là rất tốt. Gia đình rất hạnh phúc và cực kỳ viên mãn. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.